Ở tập trước, Rapunzel nhiều lần xin mẹ Gother ra ngoài để nhìn ngắm thế giới, nhưng đều bị bà ta cấm cản. Cô chỉ biết bầu bạn cùng chim muông và chú ong nhỏ Ella. Về hoàng tử Flynn, vì mải mê săn bắt nên chàng vô tình lạc vào khu rừng bị phù phép, đối mặt nhiều nguy hiểm. Nếu cứ thế này, dù mình có võ công tài giỏi đến đâu cũng sẽ bị đuối sức mất. Mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Không được rồi, phải liền một phen thôi. Cuối cùng cũng thoát, nhưng nơi đây là lạ thật. Giữa rừng sâu hun khúc là có một lâu đài nguy nga thế này. Trời cũng đã tối rồi, hay là mình thử xin trú ẩn một đêm ở đây rồi sáng mai tính tiếp vậy. Sao lâu đài này không có cửa ra vào vậy ta? Đó không phải là một vụ thủy co thôi độc ác hay sao? Mình cứ lạnh đi trước đã. Rapunzel, Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ nào. Mẹ ta không làm hại em đâu, Ella. Hoa hồng nhung mà con thích nè, Rapunzel. Ta phải đi qua nhiều khu rừng mới hái về cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Nhưng sao khu rừng gần lâu đài lại không có hoa vậy mẹ? Ôi con yêu, con không thấy hoa có đẹp cách mấy thì nở rồi cũng tàn, chỉ dành cho những kẻ yếu đuối thôi. Thế nên trong khu rừng của mẹ chỉ có toàn cây xanh, cây gai mạnh mẽ như mẹ vậy đó. Con lại quên điều gì rồi, Rapunzel? Hơi tóc vàng của ta, mái tóc vàng nhiệm màu của ta, hãy lan tỏa quyền năng diệu kỳ, chữa lành mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau, lấy lại nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cho ta. La la la. Ôi giọng hát thật là hay. Ước gì ta được gặp người con gái này một lần trong đời của mình. À, ta đã có cách rồi. Tạm biệt Rapunzel, mẹ đi đây. Mình phải thử xem mới được. Em cũng thích hoa hồng đúng không, Ella? Nhìn em kìa, hôm nay có vẻ khỏe mạnh, lanh lợi hơn nhiều rồi đó. Rapunzel ơi Rapunzel, thả mái tóc vàng của con xuống cho mẹ đi nào. Chắc là mẹ lại quên gì đây. Em sao vậy Ella? Mẹ ta không xấu như em nghĩ đâu. Xin nàng đừng sợ, ta không quý hại nàng đâu. Wow, tóc nàng thật là đẹp. Này, người dám làm Ella bị thương, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nàng định dùng bánh mì làm vũ khí à? Nói mau, ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì? Ta là... Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Ta là Flynn, hoàng tử nước láng giềng. Hoàng tử ư? Đúng vậy, ta đi săn nhưng bị lạc vào đây. Bởi vì tình cờ nghe được giọng hát của nàng nên mới muốn gặp gỡ làm quen. Ta không hề có ý muốn hại nàng, xin nàng hãy tin ta. Vậy vì sao ngươi lại giả giọng mẹ ta? Đó chính là cách duy nhất để có thể được gặp nàng. Bởi vì lâu đài này không hề có cửa ra vào. Nhưng mà khoan, nàng nói người đó là mẹ nàng sao? Đúng vậy. Kỳ lạ thật, ta thấy người đó giống phù thủy cô thơ hơn. Không thể nào là mẹ của nàng được đâu. Người dám nói xấu mẹ ta. Ella, em cũng nghĩ mẹ ta là phù thủy. Nàng hãy cởi trói cho ta, ta sẽ không làm hại nàng đâu.
Ta xin hứa, rất có thể nàng chính là công chúa Rapunzel đã bị Gother bắt đi cách đây 18 năm. Cha của nàng đã cho người loan tin khắp mọi nơi, nên ta đã tình cờ nghe được. Cha ta ư? Người biết cha ta? Đúng vậy, cha của nàng rất có thể là đức vua, còn mẹ nàng là hoàng hậu của vương quốc bên ngoài khu rừng này. Nhưng 18 năm qua, mẹ Gother đối xử rất tốt với ta. Ta không tin, người bịa đặt đúng không? Đối xử tốt à? Nếu vậy tại sao bà ta lại nhốt nàng ở trong tòa lâu đài không hề có lối ra này? Vì mẹ sợ ta gặp nguy hiểm. Là bởi vì nếu như nàng ra ngoài, nàng sẽ biết được sự thật rằng bà ta không phải là mẹ của nàng. Không, ta không tin lời ngươi nói. Nàng nhìn xem, bên ngoài có bao nhiêu cảnh đẹp và những điều lý thú, và có người mẹ nào lại nhốt con mình ở mãi một nơi trong rừng sâu thế này? Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Ngươi đi đi. Ta chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu như nàng muốn... Đừng nói nữa.